Hello quý vị và các bạn thân mến, chào mừng quý vị trở lại kênh của Tony. Sáng thứ hai ngày 30 tây tháng 1 năm 2023. Chúc quý vị một tuần lễ mới an lành, mạnh khỏe và hạnh phúc nhé. Bên cạnh đó thì Tony xin sorry tại vì trong hai tuần lễ vừa qua Tony đi vacation cho nên chưa có dịp để chúc Tết quý vị. Chúc quý vị một năm mới an khang, thịnh vượng và mạnh khỏe nhé. Trong phần tin tức buổi sáng ở Mỹ ngày hôm nay, Tony xin phép được chia sẻ và cập nhật những cái thông tin nóng nhất, mới nhất về tình hình của đất nước Mỹ, về cuộc sống của người dân Mỹ và những sự kiện diễn biến nóng bỏng đó đang xảy ra, bao gồm những nội dung sau đây. Nội dung thứ nhất, trực thăng chở các quan chức cấp cao hàng đầu của đất nước Nga cũng như chở chú Buri đã rớt tan tành xí quách. Vì sao, tại sao và ai đã có mặt trong cái chiếc trực thăng này? Nội dung thứ hai, cuối cùng thì ông Mai Đầu Bạc cũng đã thừa nhận là ăn cờ hồ sơ bí mật của đất nước Mỹ. Nội dung thứ ba, NATO sẵn sàng để đối đầu trực tiếp với chú Buri. Đó là những vấn đề mình sẽ chia sẻ sau đây, mời quý vị theo dõi cũng như thường lệ. Nếu thấy thông tin hay, please bấm nút chia sẻ để bà con chung quanh chúng ta cùng nhau cập nhật. Và đừng quên để lại một like, viết và chữ bình luận để chia sẻ ý kiến của mình đến với tất cả mọi người. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Sau đây mình sẽ đi vào cái nội dung thứ nhất liên quan tới tình hình chiến sự tại Ukraine. Thì cái cuộc chiến này nó đã bước chân vào tháng thứ 12. Trong suốt 12 tháng vừa qua, chú Buri chưa có đạt được những cái mục đích mà chú đề xuất ra, cả một bự lẫn một nhỏ, mà đổi ngược lại chú bị thất bại nặng nề trên chiến trường lẫn kinh tế. Hiện tại bây giờ thì người dân trong đất nước Nga, người ta không còn ủng hộ cũng như không còn tin tưởng vào chính quyền của chú Buri nữa. Rầm rộ người dân Nga xuống đường để phản đối cái cuộc chiến này là điều thứ nhất. Điều thứ hai, các đồng minh chiến hữu của chú Buri mà đã từng ủng hộ chú Buri cho cái cuộc chiến này, bây giờ họ đã quay lưng trở lại với chú Buri, tức là họ không còn cái sự tin tưởng vào chú Buri nữa và họ không còn ủng hộ chú Buri cho cái trận chiến này nữa. Rồi bây giờ sao? Vũ khí cạn kiệt, kinh tế sụp đổ, chú Buri chỉ còn có nước là một là rút quân về chịu thua, hai là nhắm mắt đưa thần, tiến thối lưỡng nan. Rồi vào ngày hôm qua, trong một cái cuộc phỏng vấn trên đài truyền hình của Bồ Đào Nha, Đô đốc Rob Bauer, chủ tịch Ủy ban quân sự của NATO, ông ta nhắc lại và cảnh báo chú Buri như thế này, là hiện tại bây giờ Liên minh NATO đã quyết định thành lập 4 nhóm tác chiến đa quốc gia ở Bulgaria, Hungary, Romania và Slovakia. Ông cho biết cái động thái này nhằm đáp lại việc chú Buri đã mở chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine. Và bên cạnh đó, ông ta còn cho biết đây là một cái tín hiệu quan trọng với chú Buri, là nếu chú Buri vượt qua cái làn ranh đó thì chúng tôi sẵn sàng ra tay và quyết định đối đầu với chú Buri. Đó là những gì mà Đô đốc Rob Bauer, chủ tịch Ủy ban quân sự NATO đã trả lời trong cuộc phỏng vấn trên đài truyền hình của Bồ Đào Nha vào ngày hôm qua. Thì đây cũng là một cái tín hiệu cho thấy là NATO không bao giờ nhượng bộ để cho chú Buri lụm Ukraine đâu quý vị nhé. Rồi đó là cái nội dung thứ nhất. Bây giờ mình sẽ đi vào cái nội dung thứ hai. Nó liên quan tới một cái vụ hồ sơ mật tại nhà của ông Mai Đầu Bạc. Ông Mai Đầu Bạc này là phó tổng thống, là một cựu phó tổng thống dưới cái thời tổng thống Trump. Thì trong suốt thời gian vừa qua, ông này đã nhiều lần chỉ trích, nói xấu tổng thống Trump về cái chuyện là FBI, Bộ Tư pháp đột nhập vào nhà tổng thống Trump để lùng sục hồ sơ mật. Và ông Mai Đầu Bạc này, ông nói là ông là một người tốt. Ông chỉ trích tổng thống Trump là tại sao giữ hồ sơ của đất nước Mỹ trong nhà này nọ kia. Nói nôm na, khi mà ông ta thấy tổng thống Trump bị lùng sục nhà cửa thì ông ta tỏ ra là một người
quang minh chính đại. Ông ta nói tôi không bao giờ làm những cái chuyện này, nhưng cuối cùng thì sao? Ông ta lại là người ăn cắp những cái hồ sơ mật và đã bị phát hiện tại nhà riêng của ông ta. Và cuối cùng thì vào ngày hôm qua tại Washington DC, đây là lần đầu tiên ông ta lên tiếng công khai về cái vụ hồ sơ mật được tìm thấy tại nhà ông ta. Ông ta nói là ok, trong những ngày cuối cùng của nhiệm kỳ, khi mà ông ta đóng thùng để dọn đi thì ông ta đã sơ sót, sai sót dọn luôn những cái hồ sơ mật đó về nhà. À, tức là từ văn phòng làm việc về nhà riêng của ông ta. Ông ta nói là vào cái thời điểm đó tôi không biết những cái hồ sơ mật này nó đã nằm trong những cái thùng này, cho nên bây giờ tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về những cái điều này. Và cũng như quý vị đã biết rồi đó, tôi rất là công minh liêm chính. À, đây là một cái sự sai sót, sai lầm chứ không phải là cố tình. À, ý là ông ta nói là như vậy đó quý vị nha. Rồi đó là cái nội dung thứ hai. Bây giờ ông ta đã chính thức lên tiếng là hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc này, và ông ta sẽ tiếp tục hỗ trợ mỗi cuộc điều tra về những cái hồ sơ mật này. Rồi bây giờ mình sẽ đi vào cái nội dung thứ ba. Sau đây mình sẽ đi vào cái nội dung thứ ba, nó liên quan tới chú Buri và các quan chức cấp cao hàng đầu của đất nước Nga. Thì vào ngày hôm qua, theo như thông tấn nhà nước Nga, hãng thông tấn nhà nước Nga tên là Interfax cho biết là chiếc trực thăng Mi-8, đây là một cái phi đội trực thăng chuyên chở các quan chức hàng đầu của đất nước Nga, trong đó có cả luôn chở chú Buri, à, dùng để chuyên chở các quan chức cấp cao và chở chú Buri. Thì vào ngày hôm qua, không biết vì một cái lý do gì đó, khi cái chiếc trực thăng này nó hạ cánh xuống Moscow, phi trường quốc tế Nukovo nằm cách trung tâm thủ đô Nga khoảng 26 km về phía tây, thì đùng một cái đuôi và cánh của chiếc trực thăng này nó đập xuống dưới đất và nó làm cho chiếc trực thăng này tan tành xỉ quách. Thì theo như cái phi đội trực thăng cho biết là hiện tại bây giờ chưa biết rõ ai đã có mặt trên cái chiếc trực thăng đó trong lúc mà cái chiếc trực thăng này nó xảy ra tai nạn, và liệu có ai bị thương trong cái vụ việc này hay không. Và các quan chức hàng đầu của chính quyền Nga đang điều tra cái lý do và điều tra coi là có bao nhiêu người chết và bao nhiêu người bị thương trên cái chiếc trực thăng này, không biết trong đó có chú Buri hay là không, tại vì cái chiếc trực thăng này cũng dùng để chuyên chở chú Buri, không những chỉ chuyên chở các chuyên gia hàng đầu cấp cao của nước Nga đâu mà chuyên chở luôn cả chú Buri. Thì trong khi hạ cánh, chiếc trực thăng vướng cánh quạt trên mặt đất và làm hỏng một cái phần đuôi, và nó đã làm nổ và tan thành xíu quách cái chiếc trực thăng này. Đó là những gì mà nguồn tin sân bay nói với cơ quan cũng như là nói với những cái phóng viên báo chí. Thì cũng như chúng ta đã biết, trong suốt thời gian vừa qua, chú Buri, chú đã bị hàng không mẫu hạm bị tan thành xíu quách, những cái chiếc chiến đấu cơ của chú cũng bị tan thành xíu quách, cả luôn những cái cơ sở quân sự này nọ kia, nó đúng là rất là nhiều cái tan thành xíu quách, từ những cái vụ tai nạn hay bị pháo kích hay bị tấn công từ Ukraine. Thì đây cũng là một cái thông tin buồn cho đất nước Nga cũng như là chú Buri quý vị nha. Rồi sau vài phút nhanh gọi lại buổi sáng ngày thứ hai đầu tuần, tôi này cập nhật và chia sẻ những cái thông tin liên quan tới tình hình chiến sự tại Ukraine, tình hình của đất nước Mỹ. Tôi này cảm ơn quý vị rất nhiều đã bỏ ra thời gian quý báu trong cuộc sống để xem cái video này. Nếu thấy thông tin nó hay, lì bấm nút chia sẻ để bà con chung quanh chúng ta cùng nhau cập nhật. Và đừng quên để lại một cái like, viết và chữ bình luận để ủng hộ tinh thần cho Tony và channel. Bên cạnh đó thì Tony xin thông báo, Tony có cái channel thứ hai tên là Tony Lê Houston. Chút xíu nữa Tony sẽ để cái đường link của channel thứ hai bên dưới cái phần bình luận. Cô chú bác click vào đó để xem về cuộc sống người Việt tại thành phố Houston, công ăn, việc làm, how to make the money and cách đầu tư, dân dân và dân dân. Xem cho vui, xem để biết, xem để giải trí. Nếu thấy hay, thấy hữu ích thì cũng đừng quên bấm luôn cái nút đăng ký và bấm luôn cái chuông kế bên để nhận được những cái video mới nhất trong channel thứ hai của Tony Lê nha. Have a good day. Thank you.